Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2020. Thì hôm nay bên cửa hàng mình về thêm được 4 cặp loa của Nhật. Chủ yếu là dòng đĩa tôn và có một đôi Beeler CS616. Thì mình sẽ làm một cái video ngắn để thông báo đến quý vị và các bạn. Nếu mà các bạn ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại 0979 918 996, địa chỉ ở chợ Sắt Hải Phòng, nhận giao hàng toàn quốc. Bốn cái đôi này về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Có một đôi đĩa tôn 77HG màu đen và một đôi 77HG màu vàng. Một đôi 503. Một đôi 616, tổng cộng là 4 đôi. Thì cái đôi 503 này thì mình cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Hôm nay thì về thêm một cặp rất là đẹp nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Dòng này thì nghe đa thể loại nhạc và có thể kết hợp hát hò rất là hay. Giá vẫn bán 13.500.000 đồng. Thì hôm nay bên mình về thêm một cặp loa Beeler 616. Lâu lắm rồi mới về được một cặp trong tình trạng đẹp xuất sắc. Sử dụng một bát 30 màng giấy phân xếp, một chung giấy và một loa chắc giấy, kết hợp hai vi tinh chỉnh. Dòng này nghe nhạc vàng rất là hay. Các bạn có thể ghép vào những cái âm ly Beeler 7800 đôi hoặc những cái dòng âm ly Sansui, Đờ Lông đều đánh rất ok. Giá bán là 17.500.000 đồng. Cặp đĩa tôn 77HG vàng. Con này sử dụng một bát 31cm, một trung đôm và một chắc đôm, công suất 230W. Nghe được rất nhiều thể loại nhạc và kết hợp hát hò rất hay. Giá 11.500.000 đồng. Một đôi 77HG màu đen. Cái màu đen thì nó rẻ hơn. 77HG màu đen thì công suất và chất âm thì nó giống 77HG màu vàng, tuy nhiên nó chỉ khác màu thôi. Con này giá là 10.500.000 đồng. Quý vị và các bạn xem video mà ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng nhé. Thể mẹ mua hàng bên mình thì quý vị và các bạn có thể cọc 10% giá trị mặt hàng sản phẩm, sau đó cho mình địa chỉ thì mình sẽ ship đến tận nơi. Hàng bên mình thì tuyển chọn lên nó rất là đẹp. Mình sẽ quay đằng sau. Đây. Cách đây. Beeler 616 công suất 100W, trở kháng 6.3 ohm. Hàng đẹp xuất sắc. Một bát 30, một chung 10, một chép vào. Độ nhạy 93 decibel này, công suất 100W này. Rộng 75, cao 66.5 và sâu 31.8. Thông số kỹ thuật. Cùng bát đằng sau. Xem video thì nhớ nhấn nút đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất hàng ngày nhé. Sau đây thì mình sẽ dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.